Rồi tiếp tục nè, sờ hình có vẻ hên rồi đó. Dứt đi góc này cũng cũng có vẻ hên rồi đó. Dứt. Rồi MG, trời ơi. Dứt đi góc này coi. Dứt. Oh yeah. Long Vũ có đôi anh em ơi, Long Vũ có đôi anh em ơi, nguyên liệu ép win đấy. Được rồi, ngon 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 ngon. Có vẻ hôm nay may mắn rồi, sờ win ra may mắn, sờ win này. Dứt 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 góc này có vẻ là góc thần thánh này. Dứt. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục là một video bên con game Emu ngày mới nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là mở mở hộp vàng nha. Mở cái hộp này là sẽ ra được đồ 400 và vũ khí 400 nha anh em ơi. Và có tỷ lệ là ra nguyên liệu ép win 3. Thì hồi sáng mình có làm một video mở bot GM để kiếm chìa khóa này anh em ơi. Mở được một cái à. Giờ đi gom mà mua mà bây giờ chỉ được nhiêu đây hả? Thì mình sẽ làm mở nhiêu đây thì mình có chuẩn bị nhiêu đây rồi mà chỉ được có 16 cái chìa khóa thôi. Buổi sáng làm cái video ở bot GM mới ngủ dậy mà anh em ơi, giờ tỉnh ngủ nhìn mặt áo ngáo quá. Bây giờ phải làm cái ly cà phê cho nó tỉnh táo. Mình mở bot nó mới hên được. Mặt cứ đơ đơ mở bot là xui lắm. Rồi. Rồi thì bây giờ mình hiện tại thì cái hộp vàng thì nó sẽ đang còn bị khó, anh em thấy cái xích không? Đó. Thì mình phải về máy quay trao. Thì hộp vàng này để mình là nói qua luôn. Hộp vàng này là mình mua trong top PC Point nha anh em ơi. Thì nó bán 70k PC Point một một hộp. Đó. Thì quan trọng là mình phải cần phải kiếm chìa khóa mình mở ra thôi chứ còn không là bây giờ mình ném ra không được nha anh em ơi. Đó. Phải phải mở khóa, phải mở khóa xích đấy nha. Đấy, về Nokia. Bây giờ mình về Nokia nha anh em ơi. Tại bây giờ anh em đang đi treo hết rồi. Đây thì lại máy quay treo như bình thường thôi. Có một cái chìa khóa rồi một cái hộp vàng vào, tỷ lệ là 100%. Đấy. Đấy, cứ vậy là xong thôi. Này là kho báu mà mở kho báu là phải có chìa khóa mới mở được thì cái hộp này là mở ra là con ném ra là sẽ được ngon nhất là được cái nguyên liệu ép win 3 thì mình là có đủ 5 năm cái win rồi cho nên nếu mà bây giờ mà mở ra được á mà ép được win á sẽ bán cho anh em 5 win là đủ xài rồi đủ bộ sưu tập anh em ơi. Đang còn mấy hộp kia mà chưa có đủ chìa khóa lúc giờ giao mà không có ai bán nữa. Còn bây giờ mình sẽ lấy mấy cái hộp mở sẵn đây nét trước anh em mình mấy cái này để khi nào có chìa khóa thì lại mở tiếp. Ồ, khó quá. Đây mình kiếm chỗ nào đi hên hên đi mình ném đi thì nó ra đồ 400 giống như đồ đồ đây về lô gen cho anh em xem nó ra mấy cái đồ này này mấy cái đồ mà nó bán bằng đâu ta hay là dẹp rồi hả thường thường là nó bây giờ đang server mấy phải ta server 3 nó nằm ở server 1 để mình qua server 1 cho anh em xem nha ầm nhọt đó anh em thấy giờ là server 2 là không không PK là đông này server 3 với server 1 là cái master với cái reset thì nó đấy cho nên nó đông ơi hơi lắc mạng hơi kém đó thì, đây em thấy thì giống như để đồ DL nha đây là đồ 400 thì mình mở cái bot này nó cũng thấy ra tỷ lệ nó ra từng món đồ có cái set này rồi đồ sum này đó set huyết ma nha mình rất thích set này
chưa có socket, chứ chưa có thần, cho nên mình cũng chưa có sử dụng. Đây, set của mình đang mặc đây. Linh tinh, tinh linh. Đây, set hóa tinh của Thâu nè. Đó, set báo táp của DK. GF thì là set huyết long rồi. Đó. Còn Hakma là set của DL của MG đó. Đó, anh em đang ở trên này khá là đông. Bây giờ mình phải đi kiếm cái gì mình mở đi, kiếm chỗ nào vắng vắng này. Trăng thanh gió mát. Rồi. Thì nguyên liệu F-Wing cấp 3 là ngon nhất, cho nên phải sờ Wing nha anh em ơi. Sờ Wing, sờ Wing, sờ Wing. Sờ Wing ra nguyên liệu Wing. Rồi, cái găng. Ôi rồi, cái găng có cái set có đồ của mình luôn anh em ơi. Găng có EF luôn, vãi thật. Sờ tiếp, sờ tiếp. Dứt. Áo luôn, trời áo này luôn. Áo tinh linh luôn anh em ơi. Có rồi mà. Nhất cái coi, không sợ cái gì coi. Rồi găng ánh sáng của DL nè. Chờ đi. Chờ. Nhất. Rồi mũ ánh sáng luôn kìa. Nhất nè. Áo ánh sáng. Ui gần đủ set anh em ơi. Ba món còn cái quần với cái tay nữa. Cái quần với cái chân nữa. Nhất nào. Rồi báo táp DK. Mẹ như đây không được khen lắm. Lên đây đi. Akania. Đi vào trong đây. Mày này sóng nó đánh mạnh quá, hơi bị say sóng anh em, mà đứng đây hơi bị say sóng á. Anh em nhìn coi. Đây là bờ biển nha. Rồi, sờ quýnh tiếp. Nhất. Rồi. Uầy, sắp đủ set đây nè. Sắp đủ set qua DL rồi, ngon 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 ngon. Còn thiếu cái chân nữa. Nhất. Hóa tinh nè. Tinh quá sâu. Nhất. Rồi trượng ánh sáng hả. Ôi ơi hết chỗ để. Sáng này con thua lắm. Để về đi cắt đã. Thì tối nay nó lại tiếp tục cái event đợt trước anh em, cái PK. Thì tối nay sẽ tiếp tục cái sự kiện hôm bữa đấu vui, PK vui hôm bữa anh em ơi. Thì tối nay hẹn gặp lại anh em tối nay nha. Live stream tối nay, live stream cho anh em xem chơi nha. Đó, mấy ông đang đứng bốc đó. Sờ Wing ra nguyên liệu Wing ngoài. Ra nguyên liệu Wing nào. Ôi, mid boss hả? Ở đây, đây. Rồi, mũ huyết long. Thì mấy cái đồ này nó chưa full anh em, đập ngọc còn là nó full nha anh em ơi. Rồi, áo hổ tinh. Quần hóa tinh. Lúc nãy có cái quần rồi ta. Nãy có cái tay hả? Ở nhiêu đây có không được full set nào luôn ta. Nhất. Ơi. Mid boss kìa. Vãi thật. Khá là nhỏ anh em ơi. Sờ Wing thế nào. Nguyên liệu ép Wing nào. Em đi góc này coi. Nhất. Ôi, ra được cái ngon 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 anh em ơi. Ra được cái gậy của sum rồi. Có vũ khí là ngon. Chúng ta được vũ khí là ngon anh em ơi. Rồi tiếp tục là sờ hình có vẻ hên rồi đó. Dứt đi góc này cũng có vẻ hên rồi đó. Dứt. Trời MG, trời ơi. Dứt đi góc này coi. Dứt. Oh yeah. Lông vũ có đôi anh em ơi, lông vũ có đôi anh em ơi, nguyên liệu ép Win đấy. Rồi, ngon 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 ngon. Có vẻ hôm nay may mắn rồi, sờ Win ra may mắn, sờ Win này. Dứt góc này có vẻ là góc thần thánh này. Dứt. Trời ơi, lạ cái quần. Sờ tiếp, coi chuyển góc coi. Dứt. Rồi, hắc ma nữa. Ghét nhất cái đồ của GM. Dứt. Rồi, ánh sáng. Ui. Đủ set rồi. Về đây xem sao. Hình như là đủ set của DL rồi anh em ơi. Có lẽ là như vậy, có lẽ là đủ set của DL rồi. Đúng rồi. Tuyệt vời anh em ơi.
Đây 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 đây. Đó. Đó. Nó đó, nó phải thế. Đó, bèo bèo nó cũng phải thế chứ. Đủ xét DL nha anh em ơi. Ngon lành cành đào luôn. Cắt 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 cắt. Ồ, được cái nguyên liệu ép wing này. Lên trên này có cái wing là nguyên liệu là phải lông là phải đi lên trên trời. Cà rốt. Thắng tím. Đi cà rốt. Let's go. Kim long nào. Xa 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 wing. Dứt 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 dứt. Ném bùa nữa này. Trời, hắc ma. Dứt. Rồi, cái chân linh tinh. Tinh linh như linh tinh bà mẹ. Ây ây ây. Hit boss hả? Ôi giời, lúc giờ mà mất hai boss rồi. Phải đấy. Một hồ là 70k chứ không ít đâu. 70k cộng cộng với 10B, 15B nữa là thấy toang rồi đó. Ui. Lại thêm cái găng này nữa đủ rồi mà. Thêm cái kia nó kia là thêm cái lông nữa đi. Lông, lông chờ lông da lông nè. Ủa tinh linh. Này có rồi. Ôi hình như còn thiếu cái áo. Ở cái áo có luôn rồi. Thiếu cái quần thì sao á? Thiếu cái quần lại được một set nữa. Rồi huyết ma có sum ba cái có khi ra được cái lông nào không? Lông nào? Rồi mổ linh tinh. Ném lên góc này rồi. Da lông nha, hy vọng lên trời sẽ được lúc được lông. Lúc lông. Rồi, rồi lại burger. Không vẻ không ổn rồi, lông lên tắc can cái coi. Đi khắp mạp luôn anh em ơi. Đi khắp mạp. Bắn cái lấy hình coi. Rồi. Dứt lông. Rồi, huyết ma nữa. Nguyên một đống. Đóng luôn đồ luôn được đúng mỗi cái một cái nguyên liệu ép quỳnh nha em ơi. Đó, một cái nguyên liệu ép quỳnh. Thì cái này là còn thiếu cái quần này. Bà mẹ MG không vậy? 1 2 MG tay với chân MG không ạ? Cái này được một set. Ánh sáng được cái trượng này. Nói chung là được một cái này. Ui quá được hai hai ba cái thì ngon, được lấy cái lông nữa thì ngon, bộ ép lại phải đi mua thôi. Để mình lại kiếm thêm đi, để mình mở thêm nha, để kiếm kiếm nguyên liệu anh em ơi. Mở cái này anh em ai cần những cái đồ này thì liên hệ mình nha. Đó thì cái này là nói chung là nó cũng ngon, tại vì cái VIP money á là nó đã 200k rồi. Nó đã 200 đó, anh em đang đánh lộn á. Nó đã 200k thì anh em kiếm hơi khó. Tại vì cái này là không không cày thì nó hơi lâu, thì anh em nạp nạp rồi chuyển qua, nạp từ gold qua rồi chuyển qua, nhưng mà chuyển qua là tính nó tương đương với 200k. 200k một món đấy. Mà mình mở ở đây thì được một món, vậy thì mình chỉ cần đập ba cái ngọc lúc này, ốp rồi ngọc đăng dòng hoàn hảo là nó lên thôi, thì là thành một một cái đồ món đồ full. Nói chung là cài bằng boss này nó vẫn rẻ hơn, ăn thua nhân phẩm nữa. Ui tiếp thế, nhân phẩm là anh em mở cái boss GM á, cái boss GM đấy nếu mà hên thì nó ra nhiều chìa khóa thì mình ngon. Bây giờ chìa khóa thì nó đang hiếm, may hồi sáng thì nó lại còn có nhiều người bán mới mà. Bây giờ mà nhiều người mà thấy cái đồ này nó ngon á, ra được đấy á, người ta bán sẽ đắt hơn. Thì cái nguyên cái boss không là nó đã 70k BC point. Còn phải kiếm cái chìa khóa nữa, chứ đâu phải mình boss không. Thì mở tổng cộng được nhiêu đây? Thế là được đồ là cũng được nè, được cái này vũ khí này cũng ngon nè. Rồi được cái linh hồn Kodo. Tạm ổn anh em ơi. Thôi, video mở kho báu mình lại xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em tối nay nha em ơi. Tối nay chắc PK là nảy lửa luôn á. Tối nay vui bố mày là sẽ gặp vui xóm nghèo của mình nha.
Bye bye.